Alo, xin chào mọi người. Hiện tại không biết là có ai đang xem live stream không ạ? Alo. Mình đợi đông đông rồi mình sẽ bắt đầu nói luôn. Hiện tại là có 5 người đang xem livestream của mình. Hôm nay là sáng chủ nhật thì cái chương trình chủ nhật sáng nay của chúng tôi là sẽ là hát cho những tù nhân lương tâm. Thì nãy giờ tụi mình đã bắt đầu được khoảng 2 tiếng rồi. Bây giờ thì mình sẽ livestream để giới thiệu cho mọi người cùng biết. Thì hiện tại thì các anh toàn là các bạn trẻ thôi đang tập hợp lại đây để hát những cái bài hát rất là tuyệt vời, ví dụ như là Trả lại cho dân hoặc là Con đường Việt Nam, để ủng hộ cái tinh thần của anh Trần Huỳnh Duy Thức cũng như là tất cả tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Thì mình nghe nói là bây giờ ở đầu cầu Fukuoka thì cũng có 4 đến 5 bạn đang tọa kháng tuyệt thực để kết hợp cùng với phong trào với các bạn ở trên Tokyo. Thì hiện tại thì các bạn đang hát bài Con đường Việt Nam. Đây là cây đàn chính của nhóm. Chiều nay khoảng 3 giờ chiều thì tụi mình sẽ kéo nhau qua Đại sứ quán. Sau đó là tụi mình sẽ đi lên đền Meiji Jingu để cầu nguyện cho anh Trần Huỳnh Duy Thức cùng tất cả các tù nhân lương tâm ở Việt Nam, cũng như là cầu nguyện cho cái chương trình tuyệt thực của mình cũng tất cả đồng bào ở trong quốc nội cũng như là ở nước ngoài được thành công tốt đẹp. Quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được tròn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nói rằng là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trả lại đây quyền phóng quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do bước đầu hạnh phúc. Cái sự kiện của chúng tôi á, thì đã thu hút được rất rất là nhiều người Nhật. Có những người Nhật họ đi ngang đây, họ dừng lại và họ hỏi về phong trào của chúng tôi cũng như là hỏi về về việc là tại sao là chúng tôi lại thực hiện những cái việc này. Thật ra thì ai cũng muốn làm những cái công việc này ở trong đất nước của mình hết. Nhưng mà không phải là lúc nào chúng ta cũng được làm những cái việc mà chúng ta muốn ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên là ở hải ngoại dù là chỉ có một chút lòng thành thôi thì chúng tôi cũng muốn làm. Giá trị của nó là ủng hộ tinh thần những người ở trong quốc nội. Chứ nếu mà mình nói là ở hải ngoại mình chỉ là cào phím hay là mình không làm được cái gì hết thì không phải cái việc mà ủng hộ tinh thần của những người hải ngoại ở đối với cho những cái người ở trong nước thì thật sự là nó rất là quan trọng. Cầu hạnh phúc.
Chiều hôm nay thì 3 giờ chiều chúng tôi sẽ có mặt ở đền Meiji Jingu, một cái đền từ thời Meiji đến giờ, để cầu nguyện cho anh Trần Huỳnh Duy Thức và tất cả mọi người. Sáng nay thì có một cái chương trình văn nghệ như thế này, thì tiếp theo khoảng 11 giờ rưỡi đến 12 giờ thì mấy bạn đi làm cái ca buổi sáng về, thì mấy bạn sẽ tới rất là đông. Thì dự kiến là mình thấy các bạn liên lạc với mình là khoảng 50 bạn là sẽ đi trong buổi chiều hôm nay. Thì những cái anh chị em nào mà nếu mà có thời gian thì cũng xin mời đến để kết hợp cùng với mọi người mình tạo ra một cái phong trào nó mạnh hơn. Hiện tại là mấy cái bạn đang hát cái bài hát gọi là Anh Là Ai của nhạc sĩ Việt Khang. Chắc là mọi người cũng biết bài hát này. Thì sáng nay là chị có đây là chị một đời, chị tên thiệt là Hằng, thì chị đã tuyệt thực từ tối hôm qua đến bây giờ. Chị đang ngồi thiền. Còn các bạn ở ngoài là những toàn bộ là những bạn trẻ thôi, tầm các bạn đang đi học rồi đi làm ở bên đây, thì các bạn đã đến và cổ vũ tinh thần cho những người tuyệt thực. Các bạn hát một cái câu là tôi không thể ngồi yên để đời sau chúng tôi. Con cháu tôi làm người cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam. Đúng vậy, thì khi mà mình ra nước ngoài, mình sống ở đây nhưng mà tâm hồn mình vẫn là ở Việt Nam. Mình nói là mình đi để mình trở về, chứ không phải là mình đi luôn. Chúng tôi chưa có một ai ở trong đây có quốc tịch Nhật hay là vĩnh trú hay gì cả. Chúng tôi làm bằng tất cả là con tim. Chúng tôi luôn luôn hướng về Việt Nam, những cái người mà họ đang đấu tranh cho một cái nền dân chủ. Chúng tôi có lý tưởng. Các bạn thấy không? Toàn bộ là những người trẻ thôi, chứ bây giờ nói thiệt là cũng chúng tôi là những người rất là trung lập, chúng tôi không có phải là những người mà đã là người của chế độ cũ hay gì cả, không có tham gia một cái tổ chức chính trị nào. Tất cả chúng tôi đến đây bằng cái tình yêu quê hương đất nước, và chúng tôi tôn trọng những cái việc làm của anh Trần Huỳnh Duy Thức, cho nên là chúng tôi lập một nhóm đến đây để mà mình tuyệt thực, mình tọa kháng để mình đồng hành cùng với anh. Dạ thưa chị Lam, TC, em chào chị. Thì ở bên Nhật cho nên là em cũng chỉ có chuẩn bị được một số cái biểu ngữ tiếng Nhật với tiếng Việt thôi. Còn tiếng Anh thì em chỉ có một cái biểu ngữ, một cái poster như thế này thôi chị. Dạ. Thì hôm qua giờ tụi em cũng có trưng ra và nhiều người nước ngoài họ cũng tới và họ cũng có xem. Hiện tại các bạn đã hát rất là nhiều bài và sáng nay các bạn tập rất là nhiều. Hiện tại là đang hát bài Chúng Đi Buôn. Cái chính quyền hiện tại là họ là đang đi buôn. Do đến là mình có một cái bài hát rất là hay. Chúng đi buôn giấy phép với văn bằng, chúng đi buôn công lý với lòng nhân. Chúng đi buôn giấy phép văn bằng, chúng đi buôn công lý với lòng nhân. Chúng đi buôn buôn nghĩa buôn danh, buôn sự thật buôn cả lương tâm. Thì chính vì những cái tiếng hát, và tiếng hát này của những người trẻ cất lên làm cho những cái người nước ngoài họ rất là quan tâm, họ cũng dừng lại họ đọc xem thử là có chuyện gì đang xảy ra ở đây mà các bạn trẻ lại tập trung ở đây. Chúng đi buôn chia chắc san sầu, chúng đi buôn đời đời an khang, chúng đi buôn cho mắt đêm sâu.
khác ngập sầu. Những thành phố chen chút bụi nâu, nơi kiếp người thành thủ biến đâu. Và lòng em sẽ trong xôn xao, tim thật chân vỡ lên nghẹt ngào. Kẻ cùng khốn trong thiên hồ lao cũng chính là bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình kết nối với đầu cầu ở Fukuoka. Xin chào Phương. Xin chào nhóm Tokyo. Mọi người vẫy tay chào Phương nè. Đây mọi người đây. Ok, chào Linh. Mọi người hưởng ứng rất là sôi nổi. Chào các bạn ở Fukuoka. Hàng ngàn cánh tay giơ lên. Một bạn mới cũng vừa mới tới, đây là bạn Hoàng. Chị ơi, bên đó hát cho tụi em hát cho chị. Hát? Rồi. Alo, bạn Phương có yêu cầu là tụi mình hát xong rồi bạn Phương sẽ bắt nhịp cho mấy bạn ở Fukuoka cùng hát. Bài gì thì mọi người hát bài gì thì mình hát bài theo bài đó. Ok, để mọi người có chút bàn bạc rồi chị sẽ nói cho em biết ha. Đang bàn bài hát. Dạ chào chị Anna Cao. Dạ chào bạn Duy Lê. Dạ chào anh Phú Sĩ. Dạ chào Thế Lữ. Dạ chào anh Nguyễn Lương Bằng ở Hà Nội. Chào Nguyễn Ngọc Dung. Chào Bích. Chào chị Hằng. Chào Huyền nha. Chào anh Trương nha. Ở bên đó tình hình thế nào rồi Phương ha? Ở đây buổi trưa nên là rất là ít người qua lại, chỉ có tụi em đang với nhau thôi. Vậy á hả? Dạ. Rồi cái kế hoạch của Fukuoka hôm nay thì như thế nào Phương? Thì tụi em sẽ tiệc thực cho tới chiều, rồi tụi em sẽ đi đến nhà thờ hoặc là chùa để cầu nguyện cho anh thức. Vậy hả? Dạ. Thì khoảng 2 giờ rưỡi chiều ha, là tụi chị cũng sẽ dọn dẹp cái chỗ tiệc thực này, rồi xong rồi di chuyển qua cái đền thờ Meiji để mà cầu nguyện cho anh thức. Dạ. Thì chắc là mình cũng hòa chung cái không khí với nhau luôn, rồi cái thời gian mình cũng bắt đầu mình đi với nhau luôn cho nó xôm tụ. Dạ. Ha. Dạ. Coi như là mình đang bên nhau đi. Mặc dù là Tokyo với Fukuoka thì rất là xa, nhưng mà cái tấm lòng của mọi người ha, mình kết nối, mình cảm thấy cái sợi dây đó không hề xa thế nào. Dạ đúng rồi, bây giờ mọi người bên đó hát, tụi em cũng hát bên này được mà. Cùng chung hát được mà. Thấy chị thấy là em cũng có chuẩn bị cái giống như là cái nhà tù ha, một cái cánh cửa, một cái song sắt. Rồi cũng có chuẩn bị biểu tử. Chị nghe nói là Phương đi làm rất là nhiều, mà sao tụi em có thời gian để mà tụi em làm những cái việc này vậy Phương? Alo? Đường truyền với bạn Phương nó bị gián đoạn. Alo. Rồi em chào chị. Alo.
thì em alo. Sẽ cho mọi người xem cái alo. Chị có nghe không ạ? À? À, rồi chị nghe đây. Rồi rồi chị có nghe. À, thì đây là cái cánh cửa mà em làm trong vào buổi trưa. Thì công ty em là công ty sản xuất cửa. Nên là trong vòng buổi trưa thì gần buổi trưa một tiếng thì em làm cái này. Ôi trời ơi, giỏi quá vậy. Bên chị cũng có chuẩn bị cái này chắc em cũng biết nè. Bây giờ mấy bạn hát to quá hay là mình chị sẽ hỏi em về cái chương trình tụi em với lại hỏi phỏng vấn em sau ha. Hiện tại mấy bạn hát đang sung quá cho nên là mình hát với nhau luôn đi. Dạ đúng rồi, rồi, rồi. Ok. Ủa mọi người đang hát bài gì vậy? Con đường Việt Nam. Mọi người đang hát bài Con đường Việt Nam. Rồi. Tàu băng có những người đi tù vì non sông, bao người về yêu nước và dân thân sống mù đã đầy lúc dài để còn có ngày mai. Có người đẹp hỏi mình. Con đang live stream.
quên được sống đời trai hùng. Là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trả lại đây quyền phúc quyền của quân dân. Dân biết còn gì trong cần để tự do bước vào hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân. Trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân. Thì thật sự là hôm nay là tuyệt thật, cũng đến ngày thứ tư rồi, cho nên là cũng có nhiều bạn theo cái chương trình này rất là mệt. Nhưng mà từ sáng 9 giờ sáng là các bạn đã có mặt ở đây để mà tham gia cùng với mọi người rồi. Số người lên tới 50 mấy người rồi. À không em, chiều nay cái số người đăng ký mà vào cái inbox Messenger của chị á là khoảng 50 người. Không gì, còn cái người còn đang cái chưa à, à người đang xem á hả? Ồ dạ. Chị tất nhiên lên giữ rồi đó. Ừ. Như ai xem vào đâu á. Ok. Em đặt vào trong các ngọc tiếp ha. Ok, mình muốn hỏi Phương một số vấn đề ha. Thứ nhất là cái thời gian hiện tại là bên ở Fukuoka là có bao nhiêu người đang tham gia vậy Phương? Dạ, hiện tại thì có bố em nữa là 4 chị. À, 4 người hả? Rồi hôm nay thì có thêm bạn nào không hay là bốn tụi mình đi lên lãnh sự quán thôi? Chỉ có 4 thôi. Ở dưới em. À hôm nay chỉ có. Đúng rồi. Ok. Cảm ơn tất cả là mọi người nha. Được có mỗi một ngày chủ nhật để mà đi làm thôi, nhưng mà vẫn cùng với bên Tokyo mà tổ chức được thì thật sự là rất là tuyệt vời. Em nghĩ đây là một việc làm rất là ý nghĩa. Nói chung cũng có nhiều người ta nghĩ mình làm những cái việc này gọi là đùi vô hay là gì đó, nó không có mục đích, không có ý nghĩa, nhưng mà mình cảm thấy cái việc này nó liên kết được rất là nhiều các bạn trẻ. Và những cái bạn trẻ hiện tại đang thấy là ở trước mặt là những bạn đang ở Tokyo này, những bạn rất là nhiệt tình. Từ những ngày qua thì các bạn đã thổi lửa cho những cái bạn trẻ Việt Nam trong nơi khác để mà đồng hành và thức. Cảm ơn em. Thì cái mục đích mà mình tổ chức cái chương trình tuyệt thực tòa kháng mà dài như vậy á là cũng để là mình tạo cái nguồn động lực cho tất cả các bạn ha. Mình muốn bắt đầu từ thứ năm, xong đó thì thứ sáu, thứ bảy thì trong ngoài nước thì họ có cái thời gian họ chuẩn bị để họ làm cùng với mình. Đó là lý do mà mình làm cái chương trình nó rất là dài và rất là tốn nhân lực.
À, tất cả ở đây thì em cũng đi làm thì em cũng biết đó, thì mọi người hầu như là có công việc arubaito ha, công việc làm thêm rất là bận, nhưng mà hầu như tất cả mọi người đều cố gắng đến. Thì chiều nay xong thì một số bạn là sẽ đi làm tiếp tục và quay trở về cái cuộc sống thường nhật của mình. Chị cũng bất ngờ là sáng nay các bạn trẻ thì đăng ký tới được sớm để mà lên hát những cái bài mình thử nghe, mình rất là cảm động luôn. Thì em thì cũng hồng hồng trong tuần này thì em làm tăng ca suốt tới ngày hôm qua em vẫn thể tăng ca. Thì đi xong việc thì em chuẩn bị mọi việc xong rồi em đi đón các bạn đến cái địa điểm được sáng cho mình làm. Tại vì em cũng chuẩn bị cũng sơ sài chứ không có chu đáo, tại vì ai cũng đi làm tới ngày hôm nay mới được nghỉ. Rồi, rất là tuyệt vời. Chứ đồng hành cùng mọi người trên đó để lửa trong cái phong trào thôi. Cảm ơn em, với lại thay mặt ở đầu cầu Tokyo thì cũng cảm ơn tất cả những bạn ở Fukuoka ha. Mình dành một cái ngày chủ nhật rất là quý báu cho nhau. Ở Osaka thì sao rồi chị? Chị chưa nghe bên đầu cầu Osaka đã bắt đầu hay chưa, nhưng mà hình như là chiều nay họ mới bắt đầu. Thì Osaka thì cũng có một cái đoàn, chị nghĩ là khá là đông tham gia cùng với mọi người. Chưa có nghe thủ lĩnh ở bên Osaka nói gì hết, nên là mình nghĩ là cái chương trình của họ là bắt đầu từ chiều. Em có thể nói chuyện với Hoàng Duy chứ không chị? Nói chuyện với ai em? Duy chị, Duy. Duy. Alo Duy. Bạn Phương muốn nói chuyện với em. Ok. Xấu quá mà ai nói chuyện với mày. Nơi tuyệt thực có các bạn trẻ đến ủng hộ và có bạn từ xa đi xe điện hơn 6 tiếng đồng hồ để đến nơi đây. Đó là em Duy. Một tinh thần rất là cao. Em với chị 2 tiếng rồi. Nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ treo tình đời. Có những người đi tù vì quê hương, bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dấu ngục tù đọa đây, dấu chồng gai để còn có ngày mai, vẫn hiên ngang bước đường dài mệt mài, đi lao tù vì đồng bào, vì quê hương. Trong bóng tối trại giam, đêm gục đầu anh ngồi nhớ nhà, anh nhớ cha mẹ già, nhớ vợ hiền, nhớ cả đàn con ngoan. Ôi ngày về xa quá, biết mẫu thân có chờ được ngày về. Đến khi hay tin người đã tan hơi, nén đau thương, nén dòng lệ tủi hờn. Anh chưa về, chưa đổi được vành khăn tang. Thương anh, thương quê hương, vì quyền dân vẫn còn chưa đủ, vì tự do dân chủ còn lu mờ, vì cơ cực còn gieo rắc thế lương, vì quanh anh đầy bao nỗi xót thương. Hương cho dân mình còn nghèo, người theo người cầu thực chốn tha hương. Hương cho Việt Nam mình bé nhỏ, trước ngoài xâm, trước hiếp hòa diệt vong. Trong bóng tối trại giam, nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ treo nào bằng. Có những người bởi nặng tình nón sông, bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dấu ngục tù đọa đây,
dẫu trong gai để còn có ngày mai, vẫn đôi chân bước đường dài miệt mài, đi cho tròn trọn con đường Việt Nam. Đến chính là bài này không phải của Chúc Hồ. Có gì hả? Của Việt Khang. Việt Khang hả? Không, Việt Khang. Việt Khang sáng tác trong tù. Chúc Hồ là nhạc sĩ. Xong chưa? Xong chương trình đại sâu chưa? Chưa. Mới khởi động. Tôi nhìn dạng một từ cố gắng. Dạ. Dạ, anh em cố gắng. Dạ. Có các bạn trẻ ở đây ủng hộ là no rồi. Dạ bye bye anh. Dạ. Cô Võ giờ đi xe. Về cô Võ về rồi. Cô đuối hôm qua rồng lên lại không có 2 ngày. Rồng lên mà không có cái mũi. Có người yêu cầu các bạn trẻ hát bài Trả Lại Cho Dân. Rồi. Đưa cho thằng Tiến nó hát được. Hát đi. Trả lại cho dân chú thuộc mà đúng không chú? Mình biết lại. Nhạc. Đúng rồi thiệt. Thật mà, thật đấy. Mình nương theo. Dạ. Thật mà, remix đó. Video house. Bắt nhịp đi Duy. Quên con quên được nhìn được nghe được nói quên được tròn chân lý tự đúng rồi bài mà hát nhanh quên xa bò độc tài độc tôn trả lại đây cho anh quân nhân quên được sống đời trai hùng quên được tự do nổi dòng là bảo vệ non nước Việt Nam là bảo vệ dân lành Việt Nam trả lại đây quyền phúc quyết của người dân dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc trả lại đây quyền chính đáng của người dân dân biết chọn gì cho mình cho thái bình non nước Việt Nam trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do quyền con người quyền được nhìn được nghe được nói quyền được chọn chân lý tự do quyền xóa bỏ độc tài độc tôn trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng quyền tự hào tự tôn nói dông là bảo vệ non nước Việt Nam là bảo vệ dân lành Việt Nam trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc trả lại đây quyền chính đáng của người dân dân biết chọn gì cho mình cho thái bình non nước Việt Nam hát đi. Giờ anh đọc rap hết tên của mấy người này. Chịu. Chịu. Ở đây ông xe dạy ông không ngủ được không? Không phải, tại vì ông quen cái xe rồi. Không sao đâu. Tiếng nhà ông im, im tay hơn. Đây là nhà chung của chúng ta không sao hả? Hát trong ngủ. Còn một bài nữa là... Tâm lý là nghe nhạc nó dễ ngủ hơn. Anh là ai? Anh là ai? Anh là ai đi? Tại sao bắt những người vô tội? Tại sao đánh những người? Anh ai đâu? Em sai. Hát đi bảo vệ. Đây này, đến mày làm ơn mày lên cất giọng lên cái rồi. Ôi, tôi hát xong anh bôi chạy hết luôn. Trẻ thanh niên rất là có tinh thần lắm thưa quý vị. Từ rất là xa xa đi xe điện, đi tàu điện. Hơn 6 tiếng đồng hồ. Bạn này 3 tiếng này chị. Không thật, khi cái tay xuống 3 tiếng.
rồi có em đi Shinkansen là xe bắc hạnh đó là 3 tiếng đến ủng hộ sư phụ quyền thực. Sao bắt tôi làm điều gì sao? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Rồi, thôi, chút xong đi. Dùng chéo cái cây nó đỡ. Duy bắt nhịp rồi Duy. À, bạn thuốc qua đây không? Nhìn khó vô cũng là ai. Xin hỏi anh là ai? Cao đấy hơi cao. Xin hỏi anh là ai? Xin hỏi. Tại vì hay bắt thấp nó hơi khó bắt. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai, không cho tôi xuân đơn để tỏ bày. Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu, ngăn bước tôi trong giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu, sao mắn tôi bản dòng nói dân tôi. Dân tộc anh ở đâu, sao đan tâm làm tay sai cho tàu. Để ngàn sau ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên, khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm, 1000 năm hay triền miên tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên, để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu, khi thế giới này đã không còn Việt Nam. Hết rồi. Ông nghe xem. Thật kết thúc. Hết rồi, có bye bye. Có chị nào chị cũng yêu cầu hát bài. Hát dở mà cũng được yêu cầu nhiều. Tôi chọn bài hát thôi chứ. Tôi chọn bài hát rồi. Việt Nam tôi đâu? Không có ở đây bài hát đó. Không nhớ lời. Tra Google thôi. Bài Việt Nam tôi đâu là bài gì? Tra Google thôi. À. Việt Nam ơi, thời gian qua đổi người qua người. Và ta đã tỏ tường rồi. Khi ngày Việt Nam tràn lửa khói, mẹ Việt Nam đau từng cơn xót giá nhiên đời. Người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối gian. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, mà giặt tàu ngang tàn trên quê hương ta. Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặt tàu. Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoài sân. Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi. Toàn đoàn người đi chân để chi, già trẻ gái trai giơ cao tay. Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược, bán nước Việt Nam. Anh Đại. Đại ca. Vậy chưa? Xe đặt trúng. Có sẵn gì vậy? Nhiều hả? Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc tàu ngang tàn trên quê hương ta. Hoàng
Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu. Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm, người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi. Từng đoàn người đi chân nề chi, già trẻ gái trai giơ cao tay, trong quân xâm lược, trong kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Đây này, thế nào là làm ca sĩ đi. Chào cô. Là đi qua bên Đài Loan. Dạ. Và cái chỗ cái làng nó không có xa Đài Loan. À dạ. Em có thấy là được không? Nhờ mình trang hợp đúng không? Trang hợp. Lúc đó một khách hợp. Dạ, trang hợp. Mời cô đi làm điều tra. Tắt đi anh. Báo chí ở đây nó đến hỏi nhiều cũng thường họ hỏi như vậy, họ hỏi cái gì cơ. Họ vừa lên cái báo báo hôm qua là ai ở bên Hillson hỏi là cô chị Tường Tường Minh Tường Minh Tường Minh Tường Minh ở Việt Radio. À, chị Hoàng Thây đấy ạ. À, Hoàng Thây mới hỏi con đài, Quỳnh Thây ạ, à, Quỳnh Thây. Tên tên. À, Quỳnh Thây ở bên đài người Việt TV đấy ạ. À. Việt Radio. Việt Radio. Dạ đúng rồi, dạ đúng. Dạ, có anh gì có đài tên anh Phong gì? Phong. Phong tên. Thì Phong tên. Có đài tên. Nam Phong. Nam Phong tên. Anh Nam Phong đại tiếng Hàn Quốc. À, không thấy. Những câu hỏi quanh việc tại sao lại tự cũng như là nghĩ sao về cái bản án mới đây 15 năm cho anh Nguyễn Trung Trực. Hay nói chung là tại sao nếu mà bên nghĩ ra một cái xu hướng càng lúc nhà cầm quyền càng ra trên mạng. Mời cô ngồi. Mời cô ngồi. Dạ, dạ, sao ngồi vô đi cho cô ngồi chung luôn. Dạ, ngồi vô cô ngồi đi cô. Dạ. Đây mình vừa làm những cái phim chiếu này. Dạ đúng rồi cô. Quay đây trong này có nhiều lắm cô. Thôi đi về mai xuống nhà đó tí. Bây giờ đã mưa rồi. Chu chào sáng nó mưa. Mưa nó tạt vô cho nên là lòng mới dừng qua đây á. Chứ còn là lúc sáng là nó quay đây 1 mét nè. Anh em đi lâu chưa ở Nhật này sao chưa? Lúc xưa em là đi vài năm rồi. Vài năm rồi, mới ở trong nước đi ra. Mình đi đây đi học rồi đây. Chết mày, nó bao tiền mạng không? Ừ. Có. Mấy em là đi làm rồi. Đi làm rồi. Mình dọn hết, mình ra đâm cổng mình cho anh thức. Rồi sau đó mình lên mình đại sứ quán và mình đọc tuyên cáo. Ok, tuyên cáo, còn mình đưa con các bạn. Có thể đá thì cô thanh mà bao giờ có nói.
làm gì cả thì thực sự ra rất là đau lòng cho những anh em nằm đang nằm ở bên ở tù trên cái tù tội. Nhưng chị thấy cái cuộc tuyệt thực của cộng đồng người Việt tại nhà tổ chức như thế này chị nghĩ như thế nào? Mình cũng rất, rất là ấm lòng dạ, bởi vì sự thực thì nếu mà người hải ngoại mình cũng không lên tiếng, không hỗ trợ của trong nước thì cũng rất tội nghiệp cho họ. Mình biết là một cái bộ cuộc tổ chức như thế này nó cũng anh em ở bên này cũng đi làm thì mọi người cũng vất vả bận bịu mà cũng cố gắng như thế này thì mình nghĩ rằng ấm lòng cho những người đang nằm trong tù thấy rất là tốt. Dạ, vâng. Em đang livestream trên Facebook, có lẽ là tất cả thế giới đang theo dõi và đang nghe. Xin chị gửi gắm đôi lời với những người mà thờ ơ với vị trí đất nước. Mình thấy rằng cái số người thờ ơ rất đông, nhiều hơn những người có những tâm lòng hay muốn làm gì cho đất nước. Thì mình nghĩ có một cái điều như ban nãy đấy, trong mấy ngày vừa qua mình cũng đi công tác, mình cũng đi vài nơi đó, mình thấy rằng thì cái số người của mình ở bên này ngày càng đông, đặc biệt là những người mới trong nước đi ra lao động này kia đó, thì mình phải nói là đời sống họ cũng rất là khó khăn, ví dụ như là phải làm việc dài giờ, phải tốn tiền trả những cái đồng tiền gọi là tiền môi giới, điều kiện làm việc rất là khó khăn. Thí dụ mình mới ở bên Đài Bắc qua nhìn thấy cái cảnh mà một số những người người cũng đi biểu tình vì 6 người lao động bị chết cháy bởi vì cái coi như là cái điều kiện sinh sống của họ quá gắt gao, giờ chủ của bên đó họ cũng coi như không có tôn trọng luật lệ cũng như là không có tôn trọng con người đó. Mà các anh chị em ở đây đó cố gắng làm được những cái chuyện này thì mình rất là mừng. Và mỗi một ngày, mỗi một người mà bắt đầu quan tâm, mỗi một ngày mà có thêm một số người quan tâm đến đất nước thì cũng đó là một cái điều rất là đáng mừng. Mình không có dám nói đến những cái điều gọi là mình criticize, tức là mình nói về những cái người họ không có quan tâm, là họ không có thế này thế kia, nhưng mà mình mong đợi, mình mong ước rằng một ngày nào đó mà mọi người đều quan tâm thì tình hình đất nước Việt Nam chắc chắn sẽ thay đổi, mong đợi như vậy. Dạ, không có chị. Cảm ơn nhiều nhé. Hai, dạ. Hai. Về mình chào nhé. Dạ, cảm ơn chị. Đây là hình ảnh một người bạn trẻ người Nhật, họ nhìn những cái tấm bảng này họ rất là thắc mắc, cho nên phải đứng giải thích cho người Nhật họ hiểu. Một đời yêu quê hương đang tuyệt thực ở Tokyo, ga Shinjuku. Dạ. Tối nay một đời sẽ tuyệt thực 24 tiếng đồng hồ để đồng hành cùng anh Trần Huỳnh Duy Thức. Dạ. Đây là có một người bạn trẻ người Nhật, họ thấy để những cái tấm bảng này, họ thắc mắc, họ tới họ hỏi thì có các bạn trẻ Việt Nam đứng giải thích
cho người Nhật họ hiểu là vì sao mà có những cái tấm bảng này. Duy ơi, em ở xa đi xe điện 6 tiếng đồng hồ, mà cái động lực nào mà thường thường mấy ngày nay cũng kết nối liên lạc mà không thấy em nói là dự định lên đây để mà tham gia cái cuộc tuyệt thực ở trên Tokyo. Nhưng mà đột ngột chị thấy em có mặt tối nay, chị rất là ngạc nhiên. Không biết cái động lực nào mà đưa đẩy em từ ở dưới đó mà đi tàu điện lên hơn 6 tiếng đồng hồ. Yeah. Em có thể nào phát biểu cái cảm nghĩ của em không? Dạ. Mấy ngày qua thì em theo dõi mọi người ở đây thì em rất là khâm phục mọi người, cái tinh thần của mọi người. Mà khi mà ở nhà thì trong lòng mình nó cũng rất là nóng, nó cũng rất là muốn được có mặt ở đây để mà góp một cái phần sức nhỏ với mọi người. Cho nên là trong lòng mình thôi thúc và cuối cùng là quyết định là mình phải đi lên đây. Thì em lên đây thấy những cái hình ảnh như thế này, em cảm thấy... Trước khi mà em đến đây khoảng 30 phút thì em có đọc được những cái tin mà người thân của anh Thức báo về là anh Thức vẫn chưa có ngừng tuyệt thực và hiện tại rất là yếu. Ngoài ra gia đình còn bị những cái hạch sách của cán bộ trại giam. Và khi mà đến đây nhìn thấy mọi người như thế này thì mình cảm thấy rất là đau lòng. Mà mình không hiểu tại sao một chính phủ của dân, do dân vì dân lại có thể đối xử với người dân của mình bằng những cái sự bất công khi mà họ lên tiếng nói công tâm để mà muốn đóng góp sức lực của mình để phát triển đất nước. Thì em cảm thấy mọi người rất là tuyệt vời, em rất là khâm phục mọi người. Em là một cái người trẻ thôi, rất là trẻ và cũng mới quan tâm tới chuyện xã hội đất nước gần đây, cũng không phải là lâu lắm. Thế nhưng mà cho nên là bây giờ mình thấy rất là nhiều bạn trẻ còn đang không có nhiều cái sự quan tâm đến cái hiện tình đất nước của mình. Họ không có thấy được những cái nguy hiểm, những cái hiểm họa mà từ giặc phương Bắc, có nghĩa là giặc Trung Quốc đấy, họ nguy cơ họ thôn tính dân tộc mình, hán hóa dân tộc. Và bên trong thì, nội bộ bên trong thì nó cũng không có muốn bảo vệ đất nước. Cho nên là mình nghĩ là những bạn trẻ, khi mà các bạn đọc những cái tin tức này, các bạn nghe về, các bạn nghe báo đài của chính phủ, họ nói về những con người này, đó là những con người phản động, những con người phản quốc, vì tiền của hải ngoại mà bán rẻ đất nước. Thì mình muốn các bạn hãy dừng lại một phút, dừng lại một phút và suy nghĩ thử xem những cái thông tin đó nó có hợp lý hay không. Là các bạn hãy tìm hiểu những cái thông tin hai chiều một cách công tâm nhất. Chúng ta nhìn bằng mắt,
nghe bằng tai và chúng ta nói bằng cái lương tâm của mình. Như các bạn thấy đây, một cái cô, một cái người đàn bà rất là bình dân và với hai người phụ, với hai đứa con nhỏ như vậy, thì họ lật đổ chính quyền bằng cách nào đây? Còn người đàn ông này thì hơn 10 năm trước ông đã là một cái doanh nhân gần như là thành đạt, có thể nói là gần như là nhất Việt Nam mình. Vậy thì ông cần tiền của hải ngoại đi để làm gì? Xin mọi người hãy khi mà nghe một cái thông tin gì đó về một người nào đó thì mình hãy suy xét cho cẩn thận và mình tìm hiểu thông tin hai chiều để mà có sự phán xét công tâm nhất. Có lẽ là trong một cái giờ phút đột ngột thì mình không thể nói được hết những cái suy nghĩ của mình ra. Nhưng mà mong một ngày nào đó chúng ta hãy, các bạn nào còn đang hờ hững hoặc các bạn chưa hiểu, chưa thật sự hiểu về những gì mà những con người này đang làm, những gì mà họ đã hy sinh. Họ mất mát quá nhiều các bạn ạ. Họ mất mát quá nhiều. Tự do, hạnh phúc gia đình, sức khỏe, tuổi thanh xuân, họ mất tương lai chỉ vì hai chữ Việt Nam. Xin các bạn hãy quan tâm. Thái đang ngạc nhiên nói là em lên Tokyo luôn hả? Đúng rồi đó Hải ơi, cái động lực, cái sức mạnh, cái tinh thần của các bạn trẻ, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản ở Tokyo làm cho em Duy từ xa xôi cũng phải đi tàu điện lên mất hơn 6 tiếng đồng hồ, có mặt tối ngày hôm nay để ủng hộ, yểm trợ cái cuộc tuyệt thực tối hôm nay và nói chung mấy ngày qua. Dạ. Tối nay người thay thế tuyệt thực 24 tiếng đồng hồ sẽ là một đời yêu quê hương. Dạ. Cho nên có các bạn trẻ này đến yểm trợ, ủng hộ, nói riêng và nói chung, các em có một cái tinh thần rất là cao và rất luôn luôn ủng hộ anh Trần Huỳnh Duy Thức và tất cả các tù nhân lương tâm ở trong nước. Dạ. Mấy ngày qua, một đời cũng rất là xúc động. Xúc động vì cái tinh thần của các em đã thật sự rất là hăng say. Dạ. Cái cảm xúc đó không thể nào mà nói hết được. Dạ. Vậy thì một đời xin tạm ngưng cái cuộc livestream này. Dạ. Đây là buổi tối ở Tokyo, ở ngoài mặt đường lớn. Dạ. Tối nay có lẽ mình sẽ thức suốt đêm, chứ không thể nào ngủ được. Dạ. Mong quý cô chú, quý anh chị luôn luôn đồng hành, luôn luôn cùng một lòng để mà ủng hộ người dân trong nước của mình. Dạ. Cái cuộc tuyệt thực của các bạn trẻ và cộng đồng người Việt tại Nhật mấy ngày qua cũng có báo chí Nhật Bản tới làm phóng sự và họ cũng đã đưa lên báo ở tại Nhật Bản này, thưa quý vị. Dạ, dạ xin chào hết tất cả quý cô chú, quý anh chị. Chào hết quý vị đã vào xem livestream và ủng hộ. Và xin chào tạm biệt quý cô chú, quý anh chị. Hẹn lần sau. Dạ, một đời yêu quê hương sẽ tiếp tục livestream. Đây là
các bạn trẻ dàn dựng để mà cho người tuyệt thực vô đây ngồi. Dạ, và cũng có thắp nến cầu nguyện cho anh Trần Huỳnh Duy Thức. Và đây là các bạn trẻ tới trong suốt 3 ngày vừa qua có rất nhiều các bạn trẻ đến và về và đến ở lại cũng có. Dạ. Đây là cái tuyệt thực tự do cho anh Trần Huỳnh Duy Thức, có tiếng Nhật và có cả luôn tiếng Anh. Dạ, xin chào tạm biệt quý vị. Alo, xin chào mọi người. Dạ. Yeah. Hiện tại thì Yên đang như chưa có người coi. Ok. Có đại vô hả? Chào mọi người. Thì hiện tại là chúng tôi đã đến Đại sứ quán Việt Nam rồi. Có các cô chú anh chị đi tới Đại sứ quán này, giờ chúng tôi đi theo lên đây. Hôm nay là chủ nhật cho nên là Đại sứ quán sẽ có thể là sẽ nghỉ, nhưng mà thường là sẽ có video ha, có camera. Đây là cô Võ sẽ đọc cái tuyên cáo Đại sứ quán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và hiện thời bây giờ chúng ta sẽ đọc cái kháng thư của tất cả những người Việt yêu nước và của cơ sở Đảng Việt Tân tại đây, để mà gửi cho Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì bây giờ tôi sẽ đọc, và một lát nữa đó khi mà tôi nói như thế nào thì mời tất cả anh chị em sẽ đồng thanh chung với tôi nhé. Yêu cầu nhân viên sứ quán Việt Nam ra nghe kháng thư của dân. Kháng thư về việc bức bách cầm tù ông Trần Huỳnh Duy Thức gửi tới Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam, Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi, tập thể người Việt yêu nước và thành viên cơ sở Việt Tân tại Nhật, trong liên tiếp 4 ngày 3 đêm vừa qua đã tuyệt thực tỏa sáng để đồng hành cùng tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đang tuyệt thực trong trại giam số 6 xã Hạnh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2018. Nhưng sáng hôm nay chúng tôi đã được tin từ trong nước gửi ra là anh Trần Huỳnh Duy Thức đã bãi bỏ việc tuyệt thực của anh. Do chỗ đó, chúng tôi cũng đã bãi bỏ việc tuyệt thực và tỏa kháng. Và chúng tôi đã tuần hành đến đây trước Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để yêu cầu ông Nguyễn Quốc Cường, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản, chuyển kháng thư này đến các cơ quan kể trên. Thực sự như quý vị đã biết, ông Trần Huỳnh Duy Thức, 56 tuổi, là một kỹ sư và doanh nhân theo đạo Phật, sáng lập ra EIS, một công ty chuyên về cung cấp dịch vụ Internet cho điện thoại di động ở Việt Nam, có chi nhánh ở Singapore và Mỹ. Sau khi trở thành một nhà hoạt động và tập trung vào việc viết blog về tình hình chính trị xã hội ở Việt Nam, góp ý cho chính phủ về các hướng cải cách, ông thành lập phong trào Con đường Việt Nam, một tổ chức nhằm cổ suý các giá trị nhân quyền và dân chủ. Năm 2009, ông Thức bị án tù 16 năm với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Lý do ông Thức tiếp tục tuyệt thực là yêu cầu nhà nước phải thượng tôn pháp luật, trả tự do cho ông theo bộ luật hình sự sửa đổi. Ông Thức nêu rõ rằng mình luôn tự hào về những việc làm đóng góp xây dựng cho sự phát triển của đất nước. Ông không nhận tội và đã nhiều lần viết thư sử dụng pháp luật để đòi
đòi công lý và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Xét rằng, thứ nhất, ông Trần Huỳnh Duy Thức đã bị kết án vì bị cho là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự 1999. Khi mà chưa xác định được thế nào là lật đổ, mức độ nào là bị cho là lật đổ, kết quả của lật đổ là gì? Tất cả hàm ý mơ hồ trong điều khoản này chỉ để vây bùa, khống chế các hoạt động phản biện nhằm mưu cầu dân chủ và tiến bộ của người yêu nước. Thứ hai, hành vi chuẩn bị phạm tội thiếu cơ sở pháp lý để buộc tội nêu trên, đúng ra theo nguyên tắc cần áp dụng các quy định có lợi cho người bị xét xử, được ghi tại Điều 14 Bộ Luật Hình Sự số 100/2016/QH13 và Điều 7 Bộ Luật Hình Sự 2015 đã sửa đổi. Vậy mà chính quyền Việt Nam vẫn y án và gia cường các thủ đoạn ngược đãi tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức. Thứ ba, đã hơn một tháng tuyệt thực, sức khỏe, kiệt quệ và mạng sống ngàn cân treo sợi tóc của ông cần phải được xem xét và giải quyết nhanh chóng trước khi sự thể đáng tiếc xảy ra. Thứ tư, Trần Huỳnh Duy Thức là một người yêu nước thật sự, với những bài viết, quan điểm, phân tích tình hình chính trị và góp ý với chính phủ nhằm mang lại đổi thay tích cực để phát triển đất nước, nâng cao nhân phẩm và dân trí. Các công trình tư tưởng cũng như hoạt động của ông đã tạo ảnh hưởng đáng kể đến đông đảo người Việt nặng lòng với đất nước, đặc biệt là tầng lớp trẻ yêu nước. Từ các điểm suy xét nêu trên, chúng tôi yêu cầu ông Đại sứ Nguyễn Quốc Cường, với cương vị và trách nhiệm của mình, hãy chuyển tới các cơ quan hữu quan yêu cầu của chúng tôi. Thứ nhất, trả tự do và chăm sóc sức khỏe ngay lập tức trong Trần Huỳnh Duy Thức. Thứ hai, từ bỏ các thủ đoạn ép buộc ông nhận tội, hòng che đậy hành xử mông muội của một nhà nước phi pháp trị. Thứ ba, Tòa án Nhân dân hãy xứng đáng là đại diện của một nền tư pháp độc lập để có thể xét xử trung thực, đúng người, đúng tội, chứ không phải chỉ biết A Tòng theo chỉ thị của đảng và cơ quan điều tra nhằm dập tắt phong trào dân chủ để bảo vệ chế độ. Thứ tư, rà soát, sửa đổi lại tất cả điều khoản phi lý có mục đích trấn áp phản biện dân chủ của Bộ Luật Hình Sự hiện hành để đảm bảo tính hợp hiến và thể hiện mức độ văn minh cần có của một nhà nước pháp trị. Với tư cách là những người chủ thật sự của đất nước, chúng tôi yêu cầu các cơ quan hữu quan lắng nghe và phản ánh nguyện vọng của chúng tôi. Nếu ông Thức có mệnh hệ nào, danh dự đất nước sẽ tuột dốc thảm hại vì vết nhơ nhân quyền không bao giờ có thể rửa sạch này, cũng như bản thân của quý vị sẽ không thể nào tránh khỏi sự phán xét nghiêm minh, lưới trời lồng lộng của công lý và lịch sử. Tập thể người Việt yêu nước và cơ sở Việt Tân tại Nhật Bản đồng lên tiếng Tokyo ngày 16 tháng 9 năm 1218, năm 2018. Tất cả và tất cả các anh chị hãy hô theo cái khẩu hiệu của tôi ha. Hãy thả ngay lập tức tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức. Thả ngay. ありがとうございました。すみません。ありがとうございます。Đây là các cô chú anh chị đã xong đọc cái kháng nghị thư trước cái đại sứ quán ở Việt Nam. Yeah. Và cái thư này chúng tôi sẽ gửi tới đại sứ quán. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái chương trình tuyệt thực đồng hành cùng tuyệt thực tỏa kháng đồng hành cùng anh Trần Huỳnh Duy Thức và tù nhân lương tâm Việt Nam, thì đến hôm nay là đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các anh chị đã đồng lòng ủng hộ cho cái phong trào của chúng tôi, nhất là các cô chú anh chị ở tại Nhật đã cùng với giới trẻ góp một cái tiếng nói. Hôm nay thì chúng ta cũng biết là anh Thức đã quyết định là ngưng tuyệt thực, và cái việc làm của chúng ta suy cho cùng thì có một cái ý nghĩa, góp một phần ý nghĩa rất là nhỏ, nhưng mà
tôi thấy là rất là có ý nghĩa ha, vì chúng ta đã làm hết sức mình cùng với những người ở trong nước cũng như là anh Trần Huỳnh Duy Thức. Xin chào tất cả các bạn, hy vọng là những cái phong trào tiếp theo sẽ được tất cả mọi người hưởng ứng để tạo nên một cái làn sóng thật là mạnh. Xin chào tất cả mọi người.